Rất vui mừng được gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình Quân y và đời sống. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, trong chương trình Quân y và đời sống tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về các biện pháp, hình thức cách ly trong thời điểm dịch COVID-19 đang có nhiều diễn tiến bất thường. Thế nhưng cách ly thôi là chưa đủ, mà song song với đó, mỗi người dân cần tự nâng cao sức đề kháng, chú trọng vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Nối tiếp mạch chương trình chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, chương trình Quân y và đời sống ngày hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để gửi tới quý khán giả và các đồng chí những thông tin hữu ích trên. Sau đây là nội dung chương trình. Khi gõ từ khóa COVID-19 trên thanh tìm kiếm của Google, chúng ta nhận lại gần 2,6 tỷ kết quả chỉ sau 0,76 giây. Đó thật sự là một khối lượng thông tin khổng lồ về đại dịch mà toàn thế giới đang phải gồng mình chiến đấu. Thế nhưng trong gần 2,6 tỷ kết quả ấy, có không ít thông tin trôi nổi, bịa đặt, phỏng đoán, không được kiểm chứng, thậm chí là tin giả khiến người dân không khỏi hoang mang, lo sợ về dịch bệnh. Sự hỗn loạn về thông tin này đã thôi thúc đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Cục Quân y và Học viện Quân y phải nghiên cứu, biên soạn một tài liệu với những thông tin chính thống, hữu ích nhưng cũng cô đọng xúc tích về dịch bệnh để phổ biến cho cộng đồng. Và cuốn sách 100 câu hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19 đã được ra đời như thế. Chúng tôi nhận nhiệm vụ biên soạn quyển sách 100 câu hỏi đáp về dịch COVID-19 từ rất sớm, ngay từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Tại thời điểm đó thì dịch bệnh mới rầm rộ ở bên Trung Quốc và nước ta thì cũng mới có một vài ca ban đầu. Vì vậy thì cái khó khăn nhất của chúng tôi đây là vấn đề thiếu thông tin. Cái khó khăn thứ hai của chúng tôi đấy chính là làm sao phải xác định được là những người ở trong cộng đồng thì họ cần những thông tin gì để chúng ta truyền tải những cái thông tin có định hướng và có chủ đích để giúp cho họ hiểu đúng, hiểu rõ, hiểu sâu sắc hơn những cái hướng dẫn, những khuyến cáo mà Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã đưa ra. 100 câu hỏi được tổ biên soạn chia thành 5 đề mục lớn, bao gồm hỏi đáp chung về dịch bệnh, hỏi đáp chung về tác nhân gây bệnh, hỏi đáp về đề kháng chống virus, hỏi đáp về bệnh, hỏi đáp về biện pháp phòng bệnh. Trong đó, các nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất như cách ly y tế, giám sát thân nhiệt, sử dụng khẩu trang, rửa tay và vệ sinh, dinh dưỡng được đề cập hết sức chi tiết, đầy đủ, giúp người dân hiểu đúng và làm theo một cách dễ dàng. Với các câu trả lời xúc tích ngắn gọn nhưng đầy đủ, dễ nhớ, ngôn ngữ bình dị, gần gũi, chứ không mang tính hàn lâm, học thuật như các tài liệu y khoa truyền thống, cộng với hình ảnh minh họa sinh động và hấp dẫn. Cuốn sách 100 câu hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19 được xem như một cẩm nang kiến thức vàng mà mỗi gia đình, mỗi cơ quan cần trang bị trong mùa dịch COVID-19 này. Để bảo đảm cái tính cập nhật và hệ thống hơn, thì chúng tôi cũng sẽ dự định là sẽ có cái phiên bản thứ hai với cái thông tin khoa học cập nhật hơn, đồng thời cũng sẽ bổ sung thêm một số những cái thông tin mang cái tính rõ ràng hơn, với cái độ tin cậy cao hơn và cái tính thời sự nó rõ hơn. Hy vọng rằng phiên bản cập nhật bổ sung về phác đồ điều trị, giãn cách xã hội, các hình thức xét nghiệm và kit xét nghiệm của cuốn sách 100 câu hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm hoàn thành để truyền đến tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, để mỗi chúng ta lại có thêm một vũ khí sắc bén, hữu hiệu trong chiến dịch chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 khỏi cộng đồng. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, cuốn sách 100 câu hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19 chính là tâm huyết của những người thầy thuốc mặc áo lính tại Học viện Quân y, và cuốn sách được ra đời trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trên khắp cả nước. Và ngồi bên cạnh Hà Thu lúc này chính là tổ trưởng của tổ biên soạn cuốn sách, người sẽ cung cấp cho tất cả quý khán giả và các đồng chí những thông tin hữu ích và đầy đủ nhất về dịch bệnh COVID-19 để làm thế nào chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng, cùng với đó là cách để chúng ta có thể giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh
công cộng cũng như là cách để chúng ta có thể xây dựng được một chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý trong mùa dịch bệnh này. Và xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu Độc học và Phóng xạ Học viện Quân y. Thưa Phó Giáo sư, hiện nay thì dịch bệnh COVID-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố là đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên thì tỷ lệ lây nhiễm lại chỉ chiếm khoảng 10%. Phải chăng là những người mà không bị lây nhiễm kia thì họ có cơ chế đề kháng với loại virus này ạ? Vâng, khi có dịch bệnh truyền nhiễm thì tỷ lệ lây nhiễm cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đầu tiên là chúng ta phải hình dung về cái nguồn lây nhiễm, rồi đến cái quá trình lây nhiễm, rồi mới đến cái đề kháng của cái người bị nhiễm. Có người bị nhiễm và phát thành bệnh, có người bị nhiễm không phát triển thành bệnh. Thì cái câu chuyện là một người khi vừa bị nhiễm một cái loại virus nào đó như COVID-19 chẳng hạn thì có phát triển thành bệnh hay không phát triển thành bệnh thì nó phụ thuộc cả vào cái yếu tố là cái con virus đó và cái khả năng đề kháng của cái cơ thể người đó. Nếu như tác nhân gây bệnh mà thắng virus nhân lên thì người đó sẽ bị bệnh. Còn cơ thể người đó lại đề kháng tốt và hạn chế không cho virus lây nhiễm và nhân lên thì người đó sẽ không bị bệnh. Và đấy chính là cái vai trò của cái mà chúng ta vẫn gọi là cái khả năng đề kháng bệnh tật của mỗi cá thể khi tiếp xúc với mầm bệnh. Chọn các tế bào, nhân lên, lây lan và nắm quyền kiểm soát. Đó là cơ chế sống sót của mọi virus và SARS-CoV-2 cũng không ngoại lệ. Khi hệ thống cảnh báo sớm của cơ thể mới phát hiện SARS-CoV-2, cơ thể sản sinh ra các protein báo động để cảnh báo với các tế bào xung quanh về sự xuất hiện của virus và cũng kích hoạt nhiều phân tử miễn dịch. Ngay lúc đó, SARS-CoV-2 vẫn gấp rút xâm nhập, tấn công thêm nhiều tế bào. Phổi trở thành chiến trường và sưng lên vì sự kéo đến đồng loạt của các tế bào miễn dịch, các phân tử cũng như chất dịch cần thiết để các tế bào phân tử này di chuyển. Sau đó, các tế bào lympho T kéo đến, đi sâu vào niêm mạc của phổi để săn tìm và tiêu diệt các tế bào nhiễm virus. Khi tế bào lympho T tìm thấy tế bào nhiễm SARS-CoV-2, chúng sẽ bám chặt và bắn các phân tử xuyên qua tế bào, giết chết tế bào. Các kháng thể là các protein hình chữ. Hệ miễn dịch là tổ hợp hệ thống bao gồm nhiều cơ quan, từ làn da bên ngoài, các tuyến nước bọt và dịch, hạch bạch huyết, đến tế bào bạch cầu, kháng thể và hoạt chất sinh hóa học khác. Bởi vậy sẽ không là quá lời khi nói rằng hệ miễn dịch tựa như quân đội của một quốc gia luôn bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm. Do đó, trong cuộc chiến với COVID-19, người dân hãy bình tĩnh và trang bị cho mình một đội quân miễn dịch khỏe mạnh, tinh nhuệ để chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh nguy hiểm này. Và như vậy thì chúng ta có thể phân lập những yếu tố kháng thể của những người đã bị bệnh COVID-19 và chữa khỏi, chữa thành công cho những người mà đang bị bệnh hay không ạ? Chúng ta có thể tách các cái thành phần kháng thể ở trong máu của người đã có kháng thể và khỏi bệnh. Ứng dụng thứ nhất là thay vì cái chuyện là tách toàn bộ cái kháng thể đấy ra thì người ta không tách mà người ta sử dụng cả cái khối huyết tương. Và trong cái huyết tương đấy là cái thành phần máu đã loại bỏ đi các cái tế bào, chỉ còn lại cái phần dịch lỏng của máu thôi, và dùng cái huyết tương đó để điều trị. Dạng sản phẩm thứ hai thì người ta sẽ tách chỉ riêng các thành phần kháng thể thôi, sau đó pha vào các cái dung dịch tiêm truyền để truyền cho người khác, thì chúng ta gọi đấy là sản phẩm huyết thanh để điều trị. Hiện nay thì đa số chúng ta dùng biện pháp là truyền tĩnh mạch cho những cái người mà chưa có đề kháng, và cụ thể đấy là các bệnh nhân đang trong quá trình điều trị, tập trung nhiều vào những trường hợp mà bệnh nặng và khó có khả năng tự sinh ra kháng thể. Ngoài ra thì người ta cũng có thể sử dụng các cái sản phẩm huyết tương hoặc huyết thanh như vậy để dự phòng bằng một cách khác, đấy là đưa trực tiếp vào đường hô hấp của những cái bệnh nhân đang có bị nhiễm hoặc là dự phòng cho những người chưa bị nhiễm. Không biết rằng với những người bị mắc bệnh COVID-19 chữa trị thành công rồi thì liệu rằng là có bị tái phát hay không? Chúng ta thấy rằng cái việc tái phát thì được hiểu theo hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là có thể người đó bây giờ biểu hiện lâm sàng là hết, nhưng mà mầm bệnh nó vẫn còn ẩn lấp ở đâu đó, và đến một thời điểm đó nó tái phát trở lại, thì có nghĩa là người đấy chưa bị nhiễm thêm nhưng mà những con virus cũ nó phát triển trở lại và bị bệnh tái phát. Tình huống thứ hai là khỏi thực sự rồi nhưng mà sau đó bị nhiễm từ một cái nguồn khác thì rất có thể vẫn bị bệnh như bình thường. Mặt khác, chúng ta cũng biết giống như virus cúm thôi,
COVID-19 là một loại virus mà có cái đặc điểm di truyền là ARN. Nó rất nhanh biến đổi và chúng ta cũng không thể biết được rằng là cái virus của ngày hôm nay và một cái virus cùng là SARS-CoV-2 sau một vài tháng nữa, một vài thế hệ virus lây truyền từ quần thể này sang quần thể kia, nó có đột biến đi hay không. Và khi nó đột biến đi rồi thì nó có thể coi như là một loại virus mới hơn một chút. Và người đó nếu bị nhiễm cái chủng đã đột biến như vậy thì rất có thể vẫn bị bệnh như bình thường. Chính vì vậy không được chủ quan, cho dù chúng ta có là cái người mà bị nhiễm bệnh, đã được điều trị khỏi một cách thực thụ rồi, xét nghiệm nhiều lần âm tính rồi, nhưng không được chủ quan. Bởi vì khi chúng ta nhiễm lại với một số lượng mầm bệnh nhiều, nhiễm lại với loại virus nó đã đột biến đi rồi thì vẫn có thể bị bệnh như bình thường. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hào, mình đang là huấn luyện viên tại trung tâm thể dục thể thao Adelphidis. Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn một chuỗi bài tập, làm bài tập cơ bản với dụng cụ rất là thiết yếu trong gia đình mình trước đây này. Và sau đây mình sẽ bắt đầu ngay nhé. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đã trở thành đại dịch toàn cầu về số lượng người mắc bệnh cũng như số lượng người tử vong đang gia tăng trên toàn thế giới. Và để có thể phòng chống dịch COVID-19 thì ngoài việc chúng ta tăng cường sức đề kháng cho bản thân mình thì việc chú trọng giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng cũng vô cùng quan trọng. Và trong mùa đại dịch này thì đã có rất nhiều những cách phòng chống dịch COVID-19 sai lầm được lan truyền trên các trang mạng xã hội mà không thực sự hiểu bản chất của những cách phòng chống này có thực sự hiệu quả như là những lời lan truyền ở trên mạng hay không. Và đó là những cách sai lầm nào thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả và các đồng chí sẽ cùng theo dõi một đoạn clip ngắn. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra những khuyến nghị để người dân có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình mình trước sự tấn công của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều ngộ nhận trong việc phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm này ngay tại cộng đồng. Không có bằng chứng cho thấy việc thường xuyên rửa mũi bằng nước muối có thể ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19. Có một số bằng chứng cho thấy rằng thường xuyên rửa mũi bằng nước muối có thể giúp phục hồi nhanh hơn sau khi bị cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, thường xuyên rửa mũi cũng chưa được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp cũng như COVID-19. Không có bằng chứng cho thấy sử dụng nước súc miệng sẽ bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm COVID-19. Một số nhãn hiệu nước súc miệng có thể loại bỏ một số vi khuẩn có trong khoang miệng
trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là những sản phẩm này có thể bảo vệ bạn khỏi nhiễm COVID-19. Hãy súc họng thay vì súc miệng thông thường để dung dịch sát khuẩn xuống sâu nhất tại vùng cổ họng mà bạn có thể chịu được. Không cần quá nhiều trong một lần súc, khoảng 5ml là đủ. Càng nhiều sẽ càng khó đưa dung dịch xuống sâu vùng hầu họng. Sau khi súc họng xong thì không súc lại bằng nước. Lưu ý, súc họng trước khi đi ra ngoài và ngay khi từ ngoài về nhà hay ngay khi tiếp xúc gần với người khác. Việc đeo găng tay cao su khi đến nơi công cộng không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc COVID-19. Bởi virus gây bệnh COVID-19 vẫn có thể bám trên găng tay cao su. Mà nếu sau đó bạn chạm tay lên mặt, virus có thể chuyển từ găng tay sang mặt và làm bạn bị nhiễm bệnh. Thường xuyên rửa tay đúng cách mới có tác dụng bảo vệ bạn khỏi căn bệnh này. Ngoài ra, mỗi cá nhân nên duy trì thói quen ăn chín, uống sôi, rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên để tự thiết lập lá chắn miễn dịch, bảo vệ cơ thể trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là rửa tay cũng là một biện pháp giữ vệ sinh cá nhân hàng đầu để có thể là chúng ta phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên thì nhiều khán giả lại cũng có những thắc mắc rằng COVID-19 vốn là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, vậy thì tại sao mà việc rửa tay lại có thể là giúp hạn chế việc lan truyền căn bệnh này ạ? Chúng ta cũng biết rằng là khi chúng ta tiếp xúc với một người khác, chúng ta có thể bị ô nhiễm bàn tay một cách trực tiếp. Do lý do là cái người mà chúng ta tiếp xúc họ ho, họ hắt hơi, họ làm bắn ra các cái giọt, chúng ta gọi là giọt bắn, rồi giọt bắn ấy nó bám lên trên bàn tay của chúng ta, sau rồi chúng ta đưa tay lên mũi miệng, lên khu vực mặt, và rồi cái virus từ tay của chúng ta lan truyền vào mũi của chúng ta và chúng ta bị bệnh. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng người phát tán virus còn có thể gây ra ô nhiễm không khí và ô nhiễm bề mặt. Nếu như ở các cái bề mặt đó mà đã bị ô nhiễm tác nhân gây bệnh, chúng ta chạm tay vào đó thì chúng ta lại bị ô nhiễm bàn tay một cách gián tiếp. Và rồi từ tay chúng ta lại có thể đưa tay lên trên khu vực mặt và chúng ta lại bị nhiễm. Và như vậy thì tay của chúng ta đóng vai trò gián tiếp chuyển cái tác nhân gây bệnh từ đường hô hấp của người này sang đường hô hấp của chúng ta. Chính vì vậy thì việc rửa tay thường xuyên sẽ là cái cách thức để nếu như không may bàn tay của chúng ta đã ô nhiễm rồi, nhưng vì cái việc là chúng ta chưa chạm tay lên trên vùng mặt của chúng ta vẫn còn có cái cơ hội vệ sinh cái bàn tay để rồi chúng ta không bị lây nhiễm nữa. Ngoài việc là rửa tay thường xuyên thì mỗi cá nhân của chúng ta cũng cần phải tuân thủ những biện pháp dự phòng như thế nào để có thể tự bảo vệ mình trước mùa đại dịch COVID-19 ạ? Rõ ràng bàn tay cũng chỉ là một vị trí mà chúng ta thường tương tác thôi, nhưng còn bề mặt quần áo của chúng ta, đầu tóc của chúng ta, những cái vị trí khác, cho nên vệ sinh cá nhân chung cũng là cái biện pháp chúng ta cần phải làm, như là thay quần áo thường xuyên, tắm gội thường xuyên cũng giúp cho chúng ta giảm bớt được cái xác suất chúng ta bị bệnh. Câu chuyện dự phòng một cái bệnh như thế này là câu chuyện toàn diện. Chúng ta đừng chỉ quan tâm một thứ mà bỏ quên những yếu tố khác.